Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một siêu thú nữa trong cái series sơn siêu thú của mình. Đó là bộ lần này mình sơn bộ gao Icarus, và lần này chúng ta sẽ đến với một gao tiếp theo, đó chính là gao Deer, hay chúng ta phiên dịch sang tiếng Việt gọi là gao Nai. Đó. Thì cái gao Nai này trong cái phiên bản Trung Quốc hàng FN ấy, như các bạn có thể thấy đây, thì gao Nai này Trung Quốc thiết kế cũng khá giống với cái phiên bản gốc hàng Bandai của các bạn ở đó. Thì đây như các bạn có thể thấy, cái sừng màu nhũ này là do trước kia mình đã review một lần về cái gao Icarus đấy các bạn. Các bạn xem ở đấy thì đúng ra cái sừng này của nó là màu xanh như cái màu thân đây, màu xanh xanh lá cây tươi. Thì mình từ đấy mình đã sơn lại cái sừng thành màu nhũ sao cho nó giống với phiên bản của Bandai hơn một chút. Thì lần này mình sẽ quyết định sơn lại toàn bộ cái gao gao Nai này. Thì thực ra là cái gao Nai này màu xanh của nó cũng không, cái màu gốc của Bandai ấy, nó không phải là màu xanh này các bạn ạ, nó là màu xanh tươi đó, các bạn có thể để ý trên video các bạn có thể hơi khó nhiều một chút, nó ánh sáng thì cái màu xanh này hơi đậm. Đúng ra là cái màu xanh của cái gao Nai này nó màu xanh đậm của như Bandai đấy các bạn. Còn cái màu xanh có thể video các bạn cũng khó thấy đó, màu xanh này không đúng màu rồi đó. Thì về gao Nai này thì mình đánh giá là một cái gao cũng khá là được, bởi vì là thứ nhất là hình dáng rất giống với hàng Bandai, thứ hai là về cái cách lắp ráp, cái lắp ráp của cái gao này cũng khá là tốt các bạn. Ví dụ như các cái gao FN khác mà chúng ta đã từng gặp ấy, thì cái khớp nó không kêu tạch tạch như cái khớp này đó. Khớp này nó có từng cái vấu một đó, cảm giác giống hàng Bandai đó đó đó. Còn về màu sắc thì tất nhiên là màu chúng ta sẽ phải sơn lại rồi, bởi vì là hàng FN thường là sẽ xài màu. Thì cái gao này là cái gao chúng ta sơn sẽ rất đơn giản thôi, bởi vì là cái màu chủ đạo có màu xanh, màu vàng, màu đen, ba màu chính. Còn lại là các màu khác thì chúng ta sẽ sơn hoàn chỉnh sau. Ví dụ như là cái bơm này của nó đúng màu vàng rồi, nhưng mình sẽ sơn lại cái màu vàng đồng của ATM cho nó đẹp. Thứ hai là cái thân này màu đen, cái lưng này màu đen. Thứ ba là cái mắt thì chúng ta cũng phải sơn lại thành màu hồng này, màu hồng cho nó giống trên phim. Đây anh Trung Quốc để màu đỏ, thực ra cũng không sao cả. Nhưng chúng ta sơn lại thì chúng ta sơn lại tất luôn. Và cái chân nó cũng là chân màu vàng, vàng mình sẽ chuyển thành sơn vàng đồng. Bên phiên bản Bandai thì nó màu vàng nó cũng là vàng đồng nhưng nó sáng một chút, không tối như màu vàng đồng của mình. Nhưng mà để khắc phục cái tình trạng này thì mình sẽ sơn màu vàng đồng và làm sao cố gắng cho nó sáng nhất có thể. Đó, đuôi của nó cũng màu vàng đồng. Thì để sơn cái gao Nai này thì chúng ta sẽ chuẩn bị những dụng cụ như sau các bạn nhé. Nhất là cái màu, cái màu xanh lá cây thì chúng ta mà là màu chủ đạo rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị màu xanh Apple Green, xanh táo, mã màu là A27. Các bạn để ý mã màu nhé, A27. Đó, chúng ta sẽ dùng màu xanh này để sơn lại màu thân của gao Nai. Thứ hai đó là màu đen. Màu đen thì chúng ta dùng để sơn cái phần lưng. Sau đó. Thứ ba là màu nhũ. Màu nhũ A100. Cái này thì không cần nói nhiều rồi. Cái này màu này là màu rất quan trọng trong cái việc sơn lót cho cái gao Nai này. Và thứ tư như mình đã nói, những cái màu vàng ở trên thân của gao Nai này mình sẽ chuyển sang màu vàng đồng, đó là màu A400. Tiếp theo là màu nữa là rất quan trọng, chúng ta sơn màu này cuối cùng, mình phải sơn hoàn thiện, đó là sơn clear A10, sơn bóng. Sau khi sơn hoàn chỉnh xong các cái toàn bộ gao Nai này, chúng ta sẽ sơn tỉa lại bằng sơn bóng cho nó bóng và đẹp. Và màu đỏ chúng ta dùng để sơn mắt, thì bạn nào thích dùng màu đỏ thì dùng, còn có thể chúng ta sẽ pha thêm một tí màu trắng nữa để cho nó cái màu nó thành màu hồng, thì cái mắt sẽ giống cái phim hơn đó. Thì đây là những cái màu chủ đạo thôi, chủ đạo có bao gồm 6 màu thì hơn cái gao Nai này. Về dụng cụ chúng ta vẫn chuẩn bị những cái chi tiết như trước, đó là những cái kẹp cá sấu và bút lông đó. Tiếp theo là một cái tô vít dùng để tháo các cái chi tiết của cái gao Nai này ra. Và tiếp theo là một cuộn băng dính giấy, chúng ta dùng để sơn các màu khác nhau cùng một chi tiết. Chúng ta sử dụng cuộn băng dính giấy này để che đó. Ok, và đây là toàn bộ tất cả các dụng cụ mà chúng ta dùng để sơn cái gao Nai này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi
tháo găng nai này và đánh cái giáp nước các bạn nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo găng nai này các bạn nhé. Thì các bạn tháo găng nai này theo trình tự như video mình sẽ làm sau đây. Ok. Các cái con vít lắp ở vị trí nào chúng ta sẽ lắp trả tại vị trí đó các bạn nhé, để sau này tránh trường hợp chúng ta đánh mất. Ok, và sau một hồi tiến hành tháo thì chúng ta sẽ được thành phẩm như thế này. Thì các bạn lưu ý cho mình nhá, có một vài chi tiết chúng ta phải hết sức lưu ý này, tránh bị mất này. Ví dụ như chi tiết là son này. Giả sử chúng ta có đánh mất thì chắc không vấn đề gì đâu. Nhưng mà tuy nhiên là đối với mình thì mình vẫn sẽ để lại và lắp trả vào vốn vị trí của vốn cái đùi này. Đó. Thì mình nghĩ là cái khớp là son này để tạo cho cái cảm giác nó cái khớp nó căng ra thôi, không vấn đề gì đâu. Thì chúng ta sẽ giữ lại cái này và bảo quản tránh để mất nhá. Còn lại các cái vít thì chúng ta sẽ lắp trả như tất cả các vít vào vị trí của các cái chốt mà chúng ta tháo ra để tránh trường hợp là chúng ta đánh mất vít khi trong quá trình bảo quản. Thì hầu hết các chi tiết của chúng ta sẽ không lắp lẫn được. Do đó các bạn hết sức là để ý nhá trong quá trình slot nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đem đi đánh dây nhám để cho cái chi tiết chúng ta sẽ dễ sơn hơn các bạn nhá. Ok.
Ok, thì sau khi các chi tiết của chúng ta được chân lót đã khô thì các bạn sẽ tiến hành phân nhóm ra cho mình nhé. Chúng ta sẽ phân nhóm các chi tiết ra thành 4 nhóm. Thì nhóm thứ nhất đó chính là hai cái sừng. Hai cái sừng này như chúng ta đã biết thì nó đã đúng màu của nó rồi, màu nhũ của nó rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc sơn bóng và sau này chúng ta sẽ hoàn chỉnh lại những cái gân màu vàng đấy thôi, những cái gân này màu vàng thôi. Đó. Thì nhóm nhất là những cái sừng này coi như chúng ta đã coi như là hoàn chỉnh. Nhóm thứ hai là những chi tiết sơn màu vàng. Như các bạn có thấy, đây là những cái chi tiết chúng ta sơn màu vàng bao gồm là bốn cái chân và cái đuôi. Đó. Là những chi tiết mà chúng ta sẽ phải sơn màu vàng bằng đồng đó. Nhóm thứ ba là chúng ta sẽ nhóm này chúng ta sẽ sơn xanh. Nhóm thứ ba là chúng ta là những chi tiết mà chúng ta sẽ phải sơn xanh. Đó. Thì những cái chi tiết này chúng ta sẽ không cần dán che chắn gì cả, chúng ta sẽ sơn xanh luôn. Và sau đó chúng ta sẽ hoàn chỉnh sau. Đó. Nhóm cuối cùng là những chi tiết chúng ta sẽ phải sơn cũng sơn xanh nhưng mà chúng ta phải dán che chắn trước. Đây các bạn có thể thấy. Đầu tiên là những cái phần ốp đùi phía trong à phía ngoài. Đằng sau, đây là những cái chân sau của Vanda, chúng ta phải che cái phần mặt trăng khuyết này lại. Bởi vì màu gốc của nó là màu nhũ thì chúng ta phải che lại. Đó. Đây là những cái ốp chân sau này. Phần thân trước, phần cổ chúng ta phải che cái phần bờm này lại. Phần bờm này của chúng ta nó có màu vàng đồng. Bây giờ chúng ta sơn màu xanh lên những cái phần này thì chúng ta phải che lại phần màu vàng đồng. Đó. Đó là những cái cổ. Còn phần thân. Thân này của chúng ta thì chúng ta sẽ che những cái phần nối tiếp với phần bờm đó các bạn. Đó. Phần này chúng ta sẽ che lại về những phần này là màu đen. Đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi sơn hoàn chỉnh lại tất cả các chi tiết các bạn nhé. Và sau khi sơn phủ xong thì chúng ta sẽ chờ khô và sau đó chúng ta sẽ đem về hoàn chỉnh các bạn nhá. Thì đối với cái loại sơn này thì nếu các bạn sơn lần đầu mà chưa được thì các bạn có thể sơn lót hoặc các bạn có thể sơn phủ từ 1 đến 2 lớp tùy vào tình hình thực tế mà màu lên màu mà các bạn sơn. Đó. Nhưng mình đây đã sơn lớp đầu tiên và cái màu nó lên rồi các bạn ạ. Đó. Cái màu của Gao Hiêu này là màu xanh nhạt, màu của Gao Nai là màu xanh nhạt. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ chờ khô nhé các bạn nhé. Ok, và sau một khoảng thời gian thì các chi tiết của chúng ta đã khô. Thì chúng ta sẽ được thành phẩm như thế này. Như các bạn có thể thấy, các cái chi tiết của chúng ta đã lên màu rất là hoàn chỉnh rồi các bạn ạ. Thì cái màu xanh này, cái màu nó hơi nhạt một chút. Thì mình cũng hơi bất ngờ vì cái màu A17 này so với cái màu C17
trên cái nắp và cái màu, cái mã màu nó thể hiện trên cái vỏ của cái chai sơn đấy các bạn, thì nó cũng hơi nhạt một chút, không sao cả. Bởi cái màu nhạt này nó cũng rất giống với phiên bản trên phim mà cũng rất giống với phiên bản của Bandai. Bởi vì nó nếu mà đậm quá thì nó lại giống với anh Trung Quốc rồi các bạn ạ. Đó, không có đề gì cả. Trong cái đống này thì chúng ta để ý nhất là chúng ta vào cái phần, những cái phần như thế này, những cái phần mà chúng ta đã dán giấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bóc ra các bạn nhé. Đó, không biết là có bay cái màu sơn cũng đây. Vâng, đây. Đó các bạn, ví dụ như chi tiết này. Bây giờ cái phần màu bạc này của chúng ta sẽ lại sơn thành màu đen. Trong khi đó chúng ta cũng phải che vào cái phần lông mao này đi. Coi như cái lông bờm, gọi là lông bờm đi. Đó, chúng ta phải để lại cái này màu nhũ. Và cái phần này chúng ta sẽ tô thành màu, xin lỗi các bạn, không phải màu đen mà nó là màu vàng đồng. Đó, nó màu vàng đồng. Ok. Tương tự với các với cái cổ còn lại, chúng ta cũng bóc ra. Các bạn bóc nhẹ nhàng nhá, không là chúng ta sẽ bay mất lớp sơn nhũ trước đó đấy. Đó. Này chúng ta hoàn toàn không thể sơn đen được, không đề gì, hoặc là các bạn cạo đi, không sao cả. Đó. Còn đối với cái phần thân, cái phần thân này thì chúng ta sẽ tiến hành sơn đen vào cái phần mà chúng ta đã che. Đó. Bây giờ chúng ta phải làm ngược lại. Tức là bây giờ chúng ta lại phải che cái phần sơn xanh và sơn đen cái phần này. Đó. Ok. Còn đối với những chi tiết ốp đùi này thì chúng ta sẽ tháo ra không bình thường các bạn nhé. Chúng ta chỉ tháo ra và những phần xanh này nó chườm vào, các bạn thấy. Những phần xanh này nó chườm vào phần màu nhũ này thì chúng ta có thể lấy bút lông và tô lại, không để gì cả. Đó. Tiếp theo chúng ta tiến hành che cái phần màu xanh lại để sơn các cái màu còn lại nhé, bạn nhé. Thì đây chi tiết này chúng ta sẽ sơn tiếp màu vàng đồng. Thì chúng ta sẽ che phần màu xanh lại. Đó. Để tránh cho việc băng dính chúng ta nó ăn cái màu của chúng ta sau khi chúng ta bóc ra ấy. Chúng ta làm chóc một cái màu ấy, chúng ta sẽ dán lên bề mặt nào trước đó lại bóc ra, hoặc là các bạn có thể dán lên cái bề mặt quần áo các bạn cũng được. Các bạn cứ dán xong lại nhấc ra, dán xong nhấc ra để giảm cái độ dính của cái băng dính này đi. Đó, cho nó giảm đi để khi chúng ta dán vào chi tiết nó sẽ không bị ăn sơn. Đó. Cái chi tiết của cái băng dính chúng ta sẽ giảm đi cái độ dính rất là nhiều và nó sẽ không chóc vào cái màu sơn chúng ta sau khi chúng ta tháo ra. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành dán che cái phần màu xanh này đi. Đó, phần đầu chúng ta đã che xong. Bây giờ chúng ta sẽ che nốt phần này đi nha các bạn nhé. Đó, chúng ta cũng dán vào tay, giảm độ dính đi. Đó. Và như vậy là chúng ta đã che được phần đầu. Và còn một chi tiết nữa chúng ta cần lưu ý, đó là cái phần lông mao này. Chúng ta cũng che nốt bằng một miếng băng dính nhé. Ok. Và sau đó chúng ta sẽ kẹp lên kẹp cá sấu. Đó. Và cứ thế chúng ta sẽ sơn vào thôi các bạn ạ. Đó, tương tự với các chi tiết còn lại các bạn nhé. Đối với cái thân này và đối với cái nửa còn lại chúng ta sẽ dán tương tự các bạn nhé. Đó.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phần sơn hoàn chỉnh các chi tiết các bạn nhé. Thì đối với chi tiết này, chúng ta sẽ tiến hành điểm lại cái phần màu bạc và phần màu vàng đồng cho nó. Đó, nó hơi lem một chút rồi các bạn ạ. Sau khi hoàn chỉnh phần màu nhũ xong thì chúng ta sẽ tiến hành sơn hoàn chỉnh phần màu vàng đồng các bạn nhé. Thì cái chi tiết này của chúng ta thì cái phần màu vàng đồng là cái phần chi tiết logo này, cái gân này và cái phần viền xung quanh. Đó, ok. Tiếp theo thì toàn bộ cái phần đùi này chúng ta cũng sẽ sơn hoàn chỉnh lại màu vàng đồng các bạn nhé. Thì những cái phần hình elip như này, hình khuyết như này, chúng ta sẽ tô lại màu vàng đồng. Tất cả các cái chân của chúng ta đều có cả. Đó, thì chúng ta sẽ tô màu vàng đồng. Và cái riêng hai cái chân trước chúng ta sẽ tô thêm cái phần này nữa. Đó là phần chi tiết này. Và cái phần logo chạy này. Và các bạn cái gân chạy này, chúng ta sẽ tô nốt. Đó. Còn đối với chi tiết chúng ta đã sơn thì chúng ta cũng tô nốt cái phần này các bạn nhé. Còn cái gân này chúng ta không phải tô này. Theo như mình quan sát trên phiên bản của Bandai thì cái gân này chúng ta có màu xanh, chỉ có phần này màu vàng thôi các bạn ạ. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơn các bạn nhé. Còn đối với hai cái sừng này thì chúng ta sẽ tiến hành sơn cái phần gân này các bạn nhé. Chúng ta sẽ chạy phần gân này màu vàng. Đó. Tương tự với cái sừng còn lại các bạn nhé, bạn cũng làm tương tự. Ok, thì phần thân và phần đầu của cái gao nai này sau khi đã khô chúng ta sẽ được thành phẩm như này. Đó, các bạn bóc bằng dính ra và chúng ta sẽ được như này. Và nếu mà nó có bị lem một chút thì chúng ta có thể dùng sơn chúng ta tỉa lại những cái phần lem các bạn nhé. Thì đó, chúng ta dán càng kỹ thì nó sẽ càng đẹp. Đây, chúng ta sẽ được thành phẩm như này. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ hoàn chỉnh phần mắt màu đỏ cho cái gao hươn nhá, gao nai này các bạn nhé.
Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần sơn bóng cho các cái chi tiết này các bạn nhé. Thì để sơn bóng các cái chi tiết này chúng ta sử dụng sơn như mình đã giới thiệu ở đầu video đấy, chúng ta sử dụng sơn A10 Clear. Đó, các bạn để nhìn mã sơn. Sơn A10, sơn Clear. Bây giờ các bạn tiến hành sơn bóng cho cái chi tiết này nhá. Thì để sơn bóng chúng ta không sơn dày mà chúng ta chỉ tỉa qua tạo lớp bóng để bảo vệ cho cái lớp màu của chúng ta thôi. Đó, vì thế chúng ta chỉ cần sơn loáng thoáng qua được các bạn nhá. Ok. Ok, sau khi các chi tiết của chúng ta đã khô, sau khi đã sơn bóng xong thì chúng ta sẽ tiến hành lắp hoàn chỉnh cái con gao này các bạn nhé. Thì đây, toàn bộ các cái chi tiết của chúng ta sau khi thành phẩm đã được như này. Nhìn nó rất bóng và màu đã khá đẹp rồi các bạn. Đó. Và các bạn nhớ lấy lại 4 cái lò xo mà chúng ta đã cất ra nhé, chúng ta lắp hoàn chỉnh. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành lắp 4 cái chân trước các bạn nhé. Các bạn lưu ý là cái chân trước của gao này là chân dài hơn, là cái chân dài hơn so với cái chân sau các bạn nhá, để tránh trường hợp là sau khi chúng ta lắp lên lại nhầm, lại mất công tháo ra và lắp lại. Đó, như bên đây hai cái chân này thì cái chân dài là sẽ là cái chân trước và chân ngắn sẽ là chân sau. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào chân trước trước. Các bạn không nên lắp chặt quá nhá, bởi vì lắp chặt quá là cái khớp này chúng ta xoay sẽ rất chát và rất xít và nó sẽ khiến cái lớp sơn nó bị chóc đấy các bạn. Tương tự với cái chân còn lại các bạn cũng lắp tương tự như cái chân vừa rồi các bạn nhá. Ok, một cái chân của chúng ta đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp phần thân nhé. Ok, và hai nửa đầu đã xong. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp cái chân này vào với cái thân này vào cái chân này vào cái thân này các bạn nhé. Các bạn để ý nhé, với cái chi tiết như thế này thì cái phần tròn này và phần tròn này các bạn để ý nhé, nó khác nhau đấy ạ. Cái phần tròn này là phần tròn, cứ cho là phần tròn dưới đi, là nó sẽ là phần bụng của gao nai đó. Còn phần tròn này nó thấp hơn một chút, tức là để thế này đó, thì phần này thấp hơn một chút thì nó sẽ là phần lưng của gao nai. Các bạn hết sức để ý nhá, không tránh để chúng ta lắp nhầm. Thì với chi tiết mình cầm ở đây thì nó sẽ là bên nửa thân bên trái, thì các bạn sẽ lắp những cái chân này và cái chân này luôn. Các bạn sẽ lắp cái chân này đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp các bạn nhá. Các bạn đừng quên bỏ lò xo vào các bạn nhá.
sau khi lắp xong chúng ta sẽ được cái khớp này, nó chỉ động theo khớp rất là chuẩn các bạn ạ. Đó, tương tự đối với chân sau cũng vậy. Đó, tương tự đối với nửa thân còn lại các bạn cũng lắp ghép tương tự các bạn nhé. Đó, và bây giờ chúng ta đã được hai nửa thân rồi các bạn ạ. Tiếp theo, để lắp hoàn chỉnh cái phần đầu vào trong cái phần gao nai này, chúng ta sẽ lắp nốt các cái chi tiết còn lại. Như ví dụ như cái phần cái khớp nối tay này thì chúng ta đã sẽ đặt ở đây. Và cái phần đuôi chúng ta sẽ đặt ở đây. Ở đây các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ đặt vào cái khớp tròn này. Đó, chúng ta sẽ đặt ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ ráp hai nửa lại cùng với phần đầu. Ví dụ, đây chúng ta sẽ đặt ở đây. Chúng ta sẽ đặt đúng cái khớp này, ở đây. Chúng ta chỉ cần ấn vào thôi. Đó. Đây, chúng ta được phần nửa. Nửa còn lại thì chúng ta, đây, ba cái ốc ban đầu chúng ta đã ráp lại. 1, 2, 3. Đó, chúng ta tháo ra. À, tiếp tục đặt cái nửa này lên. Và ráp hai nửa lại. Các bạn đừng quên hai con ốc này các bạn nhé. Đó, và bây giờ 5 con ốc chúng ta sẽ lắp lại. Và chúng ta được hoàn chỉnh cái phần gao nai và việc chúng ta lắp phần sừng của bạn nhé. Ok, và bây giờ chúng ta đã được gao nai hoàn chỉnh. Ok, thì sau một thời gian thì chúng ta đã tiến hành sơn và lắp hoàn chỉnh xong cái gao nai này. Đó, thì về màu sắc của nó thì rất là giống với hàng của Bandai rồi các bạn ạ. Đó, thì tuy nhiên là có một điểm chúng ta còn sơn thiếu, đó là một cái vân nhỏ màu vàng ở cái đầu này. Tuy nhiên là đối với hàng của Bandai thì nó có cái gân ở đấy, chúng ta có thể sơn được. Còn hàng này của chúng ta không có gân, chúng ta quyết định theo mình là chúng ta nên để lại và không phải sơn. Đó, thì cái online này thì đây, sau khi chúng ta sơn xong thì nó sẽ được như thế này. Các bạn có thể thấy màu sắc nhìn rất là giống rồi ạ. Và cái cách lắp ghép của nó thì sau khi được tháo lắp ra và sơn lại, các cái vị trí nó đã dày, khớp nối đã dày hơn một chút, thì cái việc tháo lắp của cái gao này nó rất là chặt và chắc chắn. Đó, như ở đấy, đây ví dụ như mình sẽ tiến hành lắp thành cái tay của cái gao Icarus các bạn nhé. Đó, các cái khớp trước này rất là chắc. Đó, như chúng ta có thể thấy gao này, tay này sau khi lắp ghép xong thì cái tay nhìn rất là chắc chắn các bạn ạ. Đó, và cái gân sừng màu vàng nhìn rất là đẹp.
Ok, thì trên đây là toàn bộ cái hướng dẫn của mình về cái cách sơn cái gao nai này. Đó, thì như các bạn có thể thấy là cái việc sơn gao nai này rất là đơn giản. Khó nhất là cái công việc là chúng ta chọn màu thôi. Đó, thì về cái cách lắp ghép của gao nai này thì theo mình là cũng khá được rồi. Sau khi sơn xong các khớp cũng đã rất là chặt rồi. Thì đối với các cái bạn nào mà có cái sơn nào mà nó xịn hơn, ví dụ như sơn các hãng khác nó đắt tiền hơn, thì chúng ta phải sơn gao này ngay này rất là đẹp các bạn ạ. Đó, tuy nhiên là đối với cái kênh của mình chỉ làm bằng sơn ATM thôi, nó chỉ được như thế này thôi các bạn ạ. Đó, thì sau đây tiếp sau cái video sau đây mình sẽ tiến hành làm sơn gao chim ưng các bạn nhá. Đó, để chúng ta hoàn thiện cái gao Icarus luôn. Ok, chúc các bạn thành công nhá. Chào tất cả các bạn.